nạn nhân buôn người bị bán sang Trung Quốc là nhiều nhất, tin từ Việt Nam. Tại một cuộc họp diễn ra ở Hà Nội ngày 21 tháng 12 vừa qua, Bộ Công an và Bộ Lao động Xã hội Cộng sản Việt Nam nhìn nhận số vụ buôn người bị khám phá tại Việt Nam tăng vọt trong những năm gần đây. Phúc trình được công bố tại cuộc họp này cho biết, riêng trong năm 2012, có gần 1.000 người bị bán đi các nước thứ ba. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng, con số thực tế cao gấp nhiều lần con số được khám phá vì các cơ quan thẩm quyền Cộng sản Việt Nam bỏ sót rất nhiều vụ buôn người. Theo báo người lao động, rất nhiều giới lọt vào bẫy buôn người thời gian qua, từ trẻ sơ sinh, thai nhi còn trong bụng mẹ, đến cơ phận của người sống và người dân Việt Nam nữ cũng như nam còn sức lao động theo ông Lê Văn Trường, đại diện của đơn vị phòng chống tội phạm và ma túy thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, người Việt Nam nhẹ dạ thường bị bán sang các quốc gia thứ ba như Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Campuchia và nhiều nhất là Trung Quốc. Phúc trình này ước tính số người bị bán sang Trung Quốc chiếm 60% tổng số nạn nhân buôn người tại Việt Nam. Ông Lê Văn Trường cũng tiết lộ rằng nạn buôn người diễn ra dưới các hình thức tạo việc làm, rủ rê đi làm ăn, du lịch hầu hết phụ nữ bị tổ chức buôn người đẩy vào các ổ mãi dầm, làm vợ của người ngoại quốc và một số ít được đưa sang Thái Lan mang bầu thuê. Trong khi đó, cũng theo báo người lao động, quý ông nạn nhân của các tổ chức buôn người được sử dụng vào việc lao động khổ sai với thù lao rất là rẻ mạt, làm phu vàng, vân vân. Các bẫy buôn người được dân ra trăm đường ngàn nẻo đã khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh đời đau khổ. Theo phúc trình trên, chỉ có 25% số nạn nhân được giải cứu khỏi các tổ chức buôn người trong vòng 5 năm trở lại đây.